Học sinh tiểu học này là một thiên tài, cậu bé đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu ở trường học, ngay cả giáo viên cũng phải ghen tị với tài năng của cậu bé. Lần nào làm bài kiểm tra cậu ta cũng không đạt. Cậu bé hỏi thầy giáo, tại sao lần nào cũng cho mình điểm thấp như vậy? Thầy giáo lại nói, đáp án của em là một mớ hỗn độn. Tôi hỏi khí hậu trở lạnh, em lại nói về từ trường của trái đất. Tôi hỏi hồ Montana được hình thành như thế nào, em lại nói nó liên quan đến sự di cư của thiên nga. Cậu bé không nói nhiều, lấy ra một cuốn tạp chí Discover, đây là cơ quan có thẩm quyền trong ngành. Thầy giáo vừa nhìn liền thấy bối rối. Hóa ra cậu bé có bài phát biểu luận văn trên cuốn tạp chí này, hơn nữa còn được các chuyên gia khen ngợi, phát hành hơn 100.000 bản trên toàn thế giới. Thầy giáo không thể kiềm chế được nữa, lại đổi chủ đề nói rằng cậu bé thậm chí còn đi tất cọc cạch. Điều này đã thu hút sự chế giễu của các bạn cùng lớp. Nhưng làm thế nào mà sau đó cậu bé đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu? Hãy để chúng mình kể cho các bạn nghe nhé. Cậu bé tên là Siget, cậu có một bộ não cực kỳ thông minh, thích vẽ thiết kế và biểu đồ khoa học gia đình. Cậu sống trong một trang trại hẻo lánh ở Bhutana. Một nhà năm người sống rất hạnh phúc, bố là cao bồi, mẹ là nhà côn trùng học, chị gái Greg gần đây đang tham gia cuộc thi tuyển chọn người đẹp và Siget còn có người em trai sinh đôi. Em trai thì hoàn toàn ngược lại so với cậu bé, có thiên phú về thể thao và bắn súng. Ví dụ như con mèo đen này có một chiếc ống bơ buộc sau đuôi của nó cách đó hơn 200m. Em trai cầm súng lên trời, chút kiểm tra các tay súng ở đây một chút. Cậu bé này đang cầm súng gì vậy? Câu hỏi lần này chắc là sẽ khó đây. Mọi người nhớ gửi câu trả lời ở phần dưới bình luận nhé. Chúng ta quay lại chuyện chính. Nghe một tiếng ống bơ đã bị bắn trúng khiến cho con mèo sợ hãi bỏ chạy. Bố nghĩ rằng em trai sẽ là người kế nhiệm cao bồi của ông. Siget rất thích nghiên cứu khoa học. Có một lần, Siget và em trai ở trong nhà kho thử nghiệm xem tiếng súng có thể truyền đi bao xa. Kết quả là súng bị bóp cò không đo được khoảng cách mà tiếng súng truyền đi mà em trai lại mất mạng. Điều này khiến cho bố mẹ và chị gái rất đau lòng, đều cho rằng là do Siget hại chết em trai vì vết liền biến thành tội đồ của cả nhà. Mặc dù không ai nói ra nhưng Siget vẫn có thể cảm nhận được. Bố trở nên im lặng, chỉ biết xem TV. Siget dùng phát minh của mình để thu hút sự chú ý của bố nhưng bố lại không thèm để ý. Còn mẹ thì sao? Bà ấy cũng là một nhà sinh vật học, ngày nào cũng nghiên cứu về côn trùng. Sau khi em trai qua đời, cả ngày lẫn đêm chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Suy xét muốn tìm mẹ để tâm sự nhưng mẹ lại vô cùng lạnh lùng, cậu bé chỉ đành lặng lẽ rời đi. Vì để khiến cho bố mẹ vui, Siget bắt chước em trai cùng bố đi săn, không ngờ trên đường đi lại gặp một con dê đang bị thương. Siget muốn giúp nó thoát khỏi hàng rào. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy một con rắn độc. Siget nghĩ rằng đối với cậu mà nói thì cái chết chính là một cách để giải thoát. Cậu có thể xuống dưới bầu bạn với em trai nên cậu không hề có ý tránh né. Không ngờ đúng vào lúc này, chị nghe thấy một tiếng, bố đã nổ súng bắn chết con rắn. Bố đi đến nhưng không hề nói một câu nào, chỉ vỗ vai Siget vài cái. Nhưng theo cách nghĩ của Siget, khi bố đang trách cậu giống như đang hỏi tại sao con lại không tránh. Hôm đó, Sliver nhận được điện thoại từ viện trưởng Gibson của học viện Smithsonian. Alo, tôi tìm anh Sliver, động cơ vĩnh cửu do anh ấy phát minh đã đạt giải thưởng Best. Viện trưởng Gibson cho rằng người tên là Siget này chắc chắn là một người trưởng thành. Sliver của chúng ta rất thông minh, cậu giả vờ gọi bố xuống nghe điện thoại và nói với đối phương rằng bố là người câm, cậu sẽ truyền đạt lại cách dùng tay ký hiệu với bố. Viện trưởng Zipri nói tiếp là như thế này, chúng tôi muốn mời anh đến Washington tham gia lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập học viện của chúng tôi. Sliver cảm thấy sống ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thế này thì cậu tha đi tham dự lễ kỷ niệm còn hơn. Thế là buổi tối cậu lặng lẽ thu dọn hành lý, 8 cái quần zip, 2 chiếc kính lúc vân hàng hải, 3 chiếc áo len màu tím, nhiệt kế ẩm, kế khí, áp kế đều là những thứ không thể thiếu. Còn mang thêm ít nho khô và cà rốt, như vậy chắc là đủ rồi. Trước khi đi, cậu đến từ biệt đồ chơi của em trai, viết cho mẹ một tờ giấy, bảo mẹ không phải lo lắng cho cậu để kịp lên chuyến tàu vào sáng sớm. Cậu phải đi ngay bây giờ. Đây là cách mà một thiên tài 10 tuổi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cậu bé này quả thật là một thiên tài mới 10 tuổi mà đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu đầu tiên trong lịch sử loài người. Bây giờ cậu ấy sẽ đến Washington một mình để tham gia lễ kỷ niệm. Nhưng mới ra khỏi nhà chưa được bao xa thì bố đã lái xe đi đến, nhưng chiếc xe này không hề dừng lại. Điều này càng khiến Siget tin rằng cậu phải ra đi, nhưng với tốc độ này thì có kịp lên tàu không? Siget bắt đầu tính toán, bây giờ mỗi phút cậu đi được 132 bước, như vậy thì trong khoảng 1 phút sẽ đi được 198 feet. Khoảng cách giữa cậu và ga tàu là 2640 feet, tàu sẽ đến vào lúc 5 giờ 44 phút. Không được, mình phải đi nhanh hơn nữa. Siget đã đến được đường ray, nhưng đây không phải là ga tàu nên tàu sẽ không dừng lại. Siget nghĩ ra một cách, cậu treo lên thang với một chiếc bút trong miệng, bắt đầu tô thành hình màu đỏ. Quả nhiên người lái tàu đã mắc bẫy, tàu đang chạy chậm lại và dừng lại ở ga nhỏ này. Siget cố gắng dùng hết sức lực đẩy hành lý lên tàu, còn thiếu một bước chân nữa thôi. Nhưng đúng vào lúc này, người quản lý nhà ga đã phát hiện ra cậu bé. Siget nhanh chóng trốn vào gầm tàu, nhưng không may là đoàn tàu lại đang lăn bánh rời đi. May mắn là đoàn tàu chạy chậm, cậu bé nhắm chuẩn thời cơ truy ra khỏi gầm tàu. Lúc này, nhân viên quản lý cũng bắt đầu đuổi theo cậu. Sliver nhanh chóng trèo lên băng chuyền và ấn nút khởi động. Cuối cùng thì Siget cũng thành công lên được tàu. Cứ như vậy, đoàn tàu mang theo Siget bắt đầu chuyến đi đặc biệt xuyên lục địa của nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên cậu bé rời khỏi quê hương, kích động hết thật lớn. Toàn tàu đi xuyên qua rừng và hồ nước, khung cảnh này thật đẹp.
Vài ngày sau, đoàn tàu dừng lại ở một ga nhỏ, nhưng người quản lý ga tàu đã nhận được thông báo cho đoàn tàu dừng lại, liền bắt đầu kiểm tra toàn bộ đoàn tàu. The River chỉ còn cách dùng lại chiều cũ, xuống dưới gầm tàu, nhưng tiếc là lần này cậu lại quên không đẩy hành lý vào trong. Hai nhân viên an ninh sắp đi đến kéo hành lý vào trong. Và xe cuối cùng với tốc độ cực nhanh, nhưng nhân viên an ninh vẫn cảm thấy có gì đó bất thường, ông ta liền cúi đầu xuống. Sao lại không có gì? Thì ra The River thông minh nắm bắt thời cơ, trốn vào bên trong chiếc xe giã ngoại, ngoài đoàn tàu đang vận chuyển. Còn thuận tiện kéo cửa khóa lại, nhân viên an ninh thấy cửa xe không mở được, chỉ có thể treo lên để nhìn qua cửa sổ, kiểm tra bên trong, nhưng ông ta chỉ nhìn thấy biển quảng cáo. Cái này cũng không có gì bất thường, nhưng có thế nào thì ông ta cũng không ngờ được rằng thiên tài nhỏ Silver lại đóng giả làm người quảng cáo nín thở, ngồi yên bất động, nhưng nước mũi đang chảy vào trong miệng, đến chớp mắt cũng không dám chớp. Với diễn xuất tuyệt vời này đã khiến cho nhân viên an ninh bỏ đi, không kiểm tra chuyến tàu, lại bắt đầu xuất phát. Vẹn cũng thuận lợi thoát được nguy hiểm. Cứ như vậy, đoàn tàu lại tiếp tục tiến về phía trước. Người bạn đi vết của chúng ta đã đi đến miền trung của nước Mỹ rộng lớn. Một xe bán xúc xích ở bên ngoài nhà ga đã thu hút sự chú ý của Sivet. Nhưng lúc đoàn tàu dừng lại, cậu bé đã chạy ra khỏi nhà ga. Nhìn thấy hai cảnh sát cầm theo thông báo tìm người mất tích đang vội vàng đi đến, mà người ở trên thông báo không phải là mình sao? Silver thấy không ổn, lập tức rời đi. Trong chuyến đi xa này, cậu thấy rất nhớ bố mẹ của mình. Dù sao thì Sivet cũng chỉ là một cậu bé mới 10 tuổi. Để xóa tan nỗi sợ hãi, cậu đã mở cuốn nhật ký của mẹ ra. Cuốn nhật ký ghi lại quá trình trưởng thành của các con. Sivet cũng là một trong số đó. Trong cuốn nhật ký này, cậu biết được mẹ không hề phân biệt đối xử. Tất cả sự lạnh lùng đó là vì mẹ vẫn ám ảnh về cái chết của cậu con trai út và không thể giải thoát cho bản thân mình. Sivet đọc cuốn nhật ký, nước mắt liền tuôn rơi. Sáng sớm hôm đó, Sivet kéo rèm cửa ra, trời nắng đẹp, đoàn tàu đã đến ga. Cuối cùng Sivet xuống tàu, mang hành lý cất vào trong tủ điện ở ga tàu rồi rời khỏi đây. Nhưng đáng tiếc mới đi chưa được mấy bước đã bị cảnh sát tuần tra nhìn thấy. Ông ta còn cho rằng Sivet đang mang theo bình xịt sơn để phá hoại tài sản công. Nói xong liền xuống xe muốn bắt cậu về đồn. Sivet đương nhiên là không thể để mình bị bắt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cứ cắm đầu bỏ chạy, Sivet đã chạy đến đường cụt rồi. Lúc này cảnh sát đã đuổi đến nơi. Nhìn thấy cảnh này, ông ta liền chế giễu, Sivet không còn đường lui nữa rồi đúng không, cậu bé? Chắc chắn sẽ không dám nhảy đâu. Nào ngờ Sivet lúc này lòng dũng cảm trong người cậu bé ngày càng tăng lên, cậu hét một tiếng rồi nhảy sang bờ bên kia. Sivet đã nắm được và làm can, điều này khiến cho viên cảnh sát vô cùng sợ hãi. Cậu bé ngoan của tôi ơi, đừng buông tay, nhất định không được buông tay. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Sivet cũng đã trèo đến được bờ bên kia, nhưng mà xương sườn của cậu bé đã bị thương. Để không bỏ lỡ thời gian trao giải, chỉ có thể chịu đựng cơn đau miễn cưỡng đi tiếp. May mà gặp được một người tài xế tốt bụng, nếu không thì sẽ phải chạy đến gặp bác sĩ. Sivet vèo lên thằng nhóc này được đấy, đến thở còn thấy đau, tài xế chụp ảnh cùng cậu bé còn đưa cậu đến cổng học viện trải qua muôn vàn khó khăn. Cuối cùng Sivet cũng đến được học viện. Bầu không khí học tập ở đây đã thu hút Sivet. Nói với cô giáo cậu đến để tham gia lễ kỷ niệm. Cháu muốn gặp viện trưởng Gibson ngày mai, cháu còn có một bài diễn thuyết. Các cô giáo đón tiếp ở đây vô cùng hoang mang, nhanh chóng gọi điện cho viện trưởng. Viện trưởng Gibson nói rằng cháu là con trai của anh Sivet phải không? Bạn nhỏ là như thế này, chúng tôi vẫn cần bố cháu đến đây. Sivet nói rằng bài dự thi là của cậu gửi đến viện trưởng Gibson. Không tin động cơ vĩnh cửu là do cậu bé 10 tuổi này thiết kế. Đúng lúc họ đang định đuổi Sivet đi, Sivet liền nói cháu chỉ xoay quanh nguyên tắc chuyển động của hạt electron quanh hạt nhân nguyên tử và cần tạo ra một nhiệt động lực âm. Răng của viện trưởng Diệp Xuân sắp rơi ra đến nơi rồi. Cô lập tức ôm Sivet, lần này đúng là nhận được kho báu rồi. 10 tuổi đó, đấy đúng thật là mùi vị gì? Đây chính là mùi vị cơ hội kinh doanh. Bài sắp xếp cho Silver chữa trị vết thương trước, sau đó đưa xe đi kiểm tra chỉ số IQ. Vô số máy cảm biến được gắn vào đầu xe Ben. Ôi trời ơi, Rivek là một đứa trẻ còn thông minh hơn cả anh Sơn không? Ngoài dự đoán, lễ kỷ niệm 150 năm thành lập học viện biến thành một hội thảo kinh doanh động cơ vĩnh cửu của Sivet là hạng mục được quan tâm nhiều nhất. Chỉ thấy vết mà trang phục vô cùng lịch sự, tóc trải bóng lộn, mọi người xung quanh đều đến tâng bốc cậu bé. Nhưng Sivet nhìn thấy từ khuôn mặt của mọi người những nụ cười giả tạo. Bây giờ, đến lượt Sivet lên phát biểu nói với mọi người rằng cậu muốn nói và chuyện đầu tiên là cảm ơn mọi người đã không hủy bỏ giải thưởng vì cậu còn quá nhỏ. Thứ hai, chính là chuyện cậu phát minh ra động cơ vĩnh cửu này thật ra vẫn còn thiếu sót. Nam châm ở bên trong sẽ mất từ tính sau 405 đây, không phải là một chuyển động vĩnh viễn thực sự. Thấy thái độ nghiêm túc của cậu bé đối với khoa học, mọi người ngồi bên dưới cuối cùng cũng mỉm cười ngay. Sau đó, Sivet đã thay đổi, câu chuyện lại nói đến việc em trai vừa mới mất. Mọi người đều rất ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện này thì có liên quan gì đến động cơ vĩnh cửu? Viện trưởng Gibson cũng cúi cả mặt xuống. Suy xét lại, nói đến chuyện cậu và em trai ở trong nhà kho cùng nhau thử nghiệm, xếp tiếng súng có thể chuyển đi bao xa. Kết quả không ngờ, đạn bị kẹt xe đi đến giữ chặt súng. Cậu bé không hề chạm vào cò súng nhưng súng vẫn nổ khắp nơi, đều là máu của em trai. Từ đó về sau, cậu trở thành người cô độc, người nhà đều đang âm thầm trách cậu. Silver cũng tự trách bản thân mình, sau đó quyết định bỏ nhà ra đi. Cuối cùng cũng đến được nơi này sau một chuyến đi với muôn vàn khó khăn. Lúc này, mọi người dưới khán đài đã khóc khi nghe câu chuyện của cậu.
cuối cùng, Sivet nói rằng cậu sẽ không phản bội lòng tin của mọi người, tiếp tục cố gắng vì sự tiến bộ của khoa học. Dưới khán đài truyền đến những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Viện trưởng Gibson cũng vô cùng hài lòng với Sivan, bày tỏ rằng kết quả còn tuyệt vời hơn cả mong đợi của bà ta. Sau đó, viện trưởng Gibson liền biến viết thành cây kiếm tiền, đưa cậu đi tham gia game show ở khắp mọi nơi. Không ngờ trong một chương trình, mẹ cậu bất ngờ xuất hiện. Chris xin lỗi mẹ về vụ tai nạn xảy ra trước đó. Mẹ lại nói rằng bà chưa bao giờ trách phép bởi vì người lớn cho trẻ con nghịch súng thì bản thân họ cũng có trách nhiệm. Sau đó hai người ôm nhau làm hòa, mẹ liền đưa Civic trở về nhà. Viện trưởng Lipsen liền đi đến ngăn cản. Mẹ liền tát bà ta một cái, người dẫn chương trình cũng không để họ đi. Người bố cao bồi đột nhiên xuất hiện đấm người dẫn chương trình một cái, cõng con trai trở về quê hương. Mọi người trong nhà lại đoàn tụ, sau đó mẹ lại mang thai và sinh ra một em trai. Civic cũng thiết kế một cỗ động cơ vĩnh cửu thật sự có thể giúp em trai ngủ. Cứ như vậy, cả nhà lại cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Ước vọng trẻ thơ. Xem xong phim, có một câu hỏi dành cho các bạn hồi còn nhỏ. Các bạn đã từng sáng chế ra thứ gì chưa? Nếu có, bấm phím 1, nếu chưa, bấm phím 2. Hồi nhỏ, AD từng chế ra một cái máy giặt quần áo cho búp bê. Tuy là chẳng hữu dụng mấy, nhưng mà rất là vui. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.